Ngồi đi. Xu Xu nhìn đây nè. Xu ơi. Xin chào đi. Xin chào. Thôi đi, làm viên đi. Làm viên, làm viên. Xu hát bài đi Xu. Ê, ê. Đừng có đạp nó cắn. Hết hồn à? Hết hồn. Bơi, đi nè bơi. Xu nó lại kìa bơi. Hết hồn. Tự nhiên đạp đuôi nó cắn rồi sao? Không sợ nó hả? Ờ, cô Hai này. Cô Hai. Ba đâu? Ba con đâu Xu? Ba đâu? Xu ơi. Ba con đâu? Xu à, ba đâu? Mang dép của ai vậy? Dép này của ai? Dép của ai? Dép này của Xu sao? À, đi cho té. Dép của ai? Đó, đó, đó. Đây nhìn đây, chụp hình lên, cười lên, làm viên nào. Đó, mang dép như vậy đó mới chịu đó. Kìa kìa, xấu kìa à. Tóc dướng lên kéo xuống à. Mẹ đâu Xu? Mẹ đâu? Chú Tư đâu? Bà nội đâu? Trồng rau hả? Xô mũi nè. Cái khăn lau. Cái khăn con đâu? Xô mũi, chảy mũi tùm lum kìa. Út Hí đâu? Út Tính đâu? Tùng Lâm đâu? Tùng Lâm ở đâu? Tùng Lâm, em Tùng Lâm ở đâu? Cà Mau luôn. Út Hỷ đâu? Cắn cái gì mà nhai gớp gớp vậy ta? Xu cắn gì Xu? Cắn gì vậy? Sổ mũi kìa. Rồi sao lột dép ra rồi? Sao con lột dép ra rồi? Mang dép trái rồi hả? Đổi lại hả? Xu à, sao đi chân không rồi? Mang chiếc dép còn lại vô. Đây, Xu Xu bằng quần jean này của ai cho đây? Ủa chú Huynh cho hả? Đó, mang dép vậy đó mới chịu đó. Không có vừa mà phải mang dép lớn như vậy mới chịu hả? Của ai? Ủa đôi dép này của anh Đạt hả? Sao nằm bên đây? Đôi dép của anh Đạt sao nằm bên đây? Rồi ai để hai cây nhang ở đây đây? Xu phải không? Đó. Thôi con, để lên bàn đàng hoàng đi con. Ừ. Đó, chị hai của Su Su đó. Chị My của Su á. Đó. Nhìn nó kìa. Mang đôi dép của anh Đạt vậy mới chịu đó. Dép con mà. Ủa dép của chị My mà, sao con nói dép anh Đạt? Dép của ai? Đổi lại rồi đó, dép chị My. Đúng rồi. Vậy là dép của chị My, không phải dép của anh Đạt. Đó. Kéo cái này xuống. Sao con đó, nhảy mũi. Sao con không đi chở chú Tư Xu? Không đi chợ hả? Không đi chợ
Xong đi chợ. Ở chừng té. Té nha. Chúng ở đâu mà đau? Ai kêu mang đôi dép lớn chi rồi đâu? Đó. Mang đôi dép của người ta chi rồi than đau chân. Chân bị hư. Gì hả? Chân con bị gì? Chân con bị gì? Ở đây hả? Trời ơi, bị gì đây? Chày hả? Ồ, giỡn chơi khỉ chạy cái chân bởi vì bị đau. Đứa nào giỡn, đứa nào chơi chạy cái chân. Chị nó chọc nó cái nó làm mặt nó kìa. Nó mặt xạo kìa. Mặt xạo kìa. Cười lên coi. Hơi hơi giống ai không biết nữa. Giống ai Su? Su giống ai Su? Su ơi. Kệ bỏ Su kìa. Su giống ai Su? Đó, dục vậy đó. Rồi dảnh cái mỏ lên. Con bói vậy đó, nãy chạy là đạp cái đuôi con bói chi không biết nữa. Khỉ vậy đó. Chơi chơi chị My đâu? Chị My đâu? Chị My đi đâu rồi? Ơi, bói, ra chân Su xuống. Kêu chị My coi chị My đi đâu với Su. Chị My ơi. Chị My à. Su mang dép của chị My nè. Đó, mang vậy đó. Mang vậy đó mới chịu đó. Đó. Mang gì chi à, dép con đâu, lại lấy dép mang vô. Mang dép nhỏ. Đúng rồi. Mang vô, đi kiếm chị My. Dép màu hồng hồng đẹp quá ta. Rồi, đi kiếm chị My nha. Đó, vé số dục vậy đó. Chị My đâu? Tình, Su đi kiếm chị My đây. Chú Tư đâu Su? Đi chợ. Chú Tư đi chợ rồi hả? Sao con không đi chợ theo chú Tư? Đi hả? Su ở nhà đi giữ dịch hả? Đây, Su đi kiếm chị My đây. Chị My đâu? Chị My đây nè. Chị My trên nhà kìa. My trên nhà, trên nhà. Đó, chị My kìa. Su ơi, đi kiếm chị My kìa. Ồ, bỏ dép ra, giỏi quá. Tin. Đâu ạ? Rồi, số mũi nữa rồi. Ui dồi. Thằng đâu?